gian cho máy làm việc. Đối với ca lắp thì thời gian máy chạy sẽ là 90 giây, chúng ta hãy cùng cài đặt lên. Thì chúng ta sẽ nhấn công tắc cho máy hoạt động để đánh lại cá. Rồi sau khi kết thúc 90 giây thì máy sẽ hoạt động, và bây giờ chúng ta cùng mở cửa xả và nhấn công tắc để cho đẩy cá ra. Cá rất là sạch sẽ.